hàng ngàn công nhân Pao Cheng ngừng việc do tiền thưởng Tết giảm. Do mức thưởng Tết Nguyên Đán 2022 thấp hơn năm trước, hàng ngàn công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Pao Cheng Việt Nam, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã ngừng việc tập thể. Ngày 7 tháng 1, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp các sở, ngành, thành phố Biên Hòa và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Pao Cheng Việt Nam giải quyết việc hàng ngàn công nhân ngừng việc. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, hàng ngàn công nhân của công ty bất ngờ ngừng làm việc, yêu cầu giữ nguyên mức thưởng Tết như năm 2021. Nhiều công nhân sau đó tràn ra quốc lộ 1K ngay trước cổng công ty phản đối đòi quyền lợi. Theo một số công nhân, ngày 6 tháng 1, công ty Pao Cheng ra thông báo tiền thưởng Tết năm 2022 cho người lao động. Cụ thể, đối với người lao động làm việc đủ 1 năm trở lên, tùy theo thâm niên làm việc, mức thưởng Tết năm nay dao động từ 1 tháng lương đến 1,54 tháng lương. Trong khi đó, mức thưởng Tết cao nhất năm 2021 bằng 1,9 tháng lương và trước đó nữa là 2,2 tháng lương. Với hệ số như vậy thì tiền thưởng Tết năm 2022 của mỗi công nhân sẽ giảm nhiều. Nhất là những người có thâm niên trên 10 năm sẽ càng thiệt thòi hơn. Bởi lý do trên, hàng trăm công nhân đã ngừng việc tập thể, kéo theo hơn 16.000 công nhân trong công ty phải nghỉ việc theo. Do dịch giả, công ty khó khăn nhưng chúng tôi cũng rất vất vả. Lễ Tết chỉ trông chờ tiền thưởng để về sum họp, đón Tết cùng gia đình. Chúng tôi chỉ mong muốn công ty giữ nguyên mức thưởng như năm vừa rồi, một nữ công nhân bộc bạch. Để đảm bảo an ninh trật tự, hàng trăm công an, cơ động, dân quân đã được huy động đến hiện trường rào chắn trước cổng công ty, ngăn công nhân tràn ra quốc lộ. Cách cổng công ty khoảng 300m, lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa tuyến quốc lộ 1K chiều từ Bình Dương qua Đồng Nai. Tại hiện trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Công an thành phố Biên Hòa đã có mặt trực tiếp chỉ đạo ổn định trật tự, yêu cầu người lao động kiềm chế chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên, hiện lực lượng chức năng đang thương lượng với ban giám đốc công ty Pao Cheng nâng mức thưởng Tết cho người lao động bằng với năm ngoái. Song ông Nguyên cho rằng người lao động cũng cần chia sẻ với khó khăn của công ty, bởi dịch giả hoành hành suốt nhiều tháng khiến công ty phải tạm ngừng thời gian dài.